Thưa các anh chị với lại cùng các em ở đây, và hôm nay là em cũng được sự trợ duyên của rất là nhiều anh chị, nên là hôm nay em tới đây em có mua một chút bánh trung thu để gửi tặng cho các em nhỏ ở đây ăn trung thu, cho nó có một cái trung thu nó ấm áp hơn một chút. Bên cạnh đó thì em có thêm bốn cái thùng sữa với lại như 8 bịch biển đó. Thì bây giờ em xin phép em đọc những cái mạnh thường quân họ ủng hộ á, cho mạnh lên ha. Thì trong cái đợt này á thì tổng cộng cái số tiền ủng hộ là lên tới là 4.700.000, thì trong đó có bạn Loan Đỗ 200.000, chị Năng ở Con Tâm 500, chị Nhi Nhi ở Con Tâm 200, chị Hoàng Minh Ngữ ở Con Tâm 200, một mạnh thường quân giấu tên 100, cơ sở bánh trung thu Thái Phong ủng hộ 507, bạn Vinh ở Hà Tĩnh 100, bạn Hương Su Rô ở Công Tâm 200, gia đình anh Trần Duy Thức ở Công Tâm 300, bạn Âu Tiết Hành ở Công Tâm 500, bé Bông ở Sài Gòn 1.000.000, với salon tóc Đoàn Liễu 200, thì tổng cộng là 4.700.000. Với lại hiện tại thì có các bạn thợ với lại bạn Liễu ở bên salon tóc Đoàn Liễu tới để cắt tóc cho các em nhỏ, em nào mà tí nữa mà muốn cắt tóc thì cứ qua phía bên nhà bên kia thì chị Liễu với lại các bạn sẽ cắt tóc cho các em nha. Thì bố cũng xin phép đọc cái số tiền mà mình chi ra để cho nó minh bạch hơn một chút ha. Thì ở trong đó thì bánh trung thu là em mua tổng cộng là 130 cái, mỗi cái là 18.000, thì tổng lên là 2.340.000. Sữa Fami thì đây có 4 thùng, thì mỗi thùng là 138.000, nhân lên là 552.000. Biển thì có 8 bịch, em mua 2 size M với size XL, thì một bịch đó là 165, nhưng mà chị chủ giảm một chút nên là lấy là 162.500. Thì tổng lên là 1.300.000, tổng cái số chi là 4.192.000 nha. Đó rồi, bố cũng xin thay mặt các em nhỏ ở đây cô như vậy cảm ơn các mạnh thường quân đã ủng hộ số tiền này để cho bố thực hiện một chút, mua một chút cái món quà trong ngày trung thu để cho các em có một cái trung thu nó ấm áp hơn. Xin cảm ơn ạ. Rồi bây giờ như thế này. Mình bây giờ có các em nhỏ ở đây thì các em nhỏ chủ yếu là đi học buổi sáng hết rồi, thì tôi bây giờ là có em nào thì mình phát em đó, rồi còn số còn lại mình sẽ gửi lại cô nhi viện để cô nhi viện có thể buổi chiều hoặc phát cho em các em còn lại giùm em nha. Thì đầu tiên là mình phát sữa cho mấy em nhỏ trước đi ha. Mấy em đây là từ 2 tuổi ha. Có em nhỏ chút xíu 6 tháng tuổi chắc đang ngủ đó. Anh đang ở sau kia. Rồi bây giờ chị Hiệp với Liễu quá, em gỡ sữa đây để em với nha. Gỡ một cái thôi chị, ở đây cũng đã ít. Mình phát cho mấy em nhỏ này trước ha. Nhỏ
À đồ ngon lành không? Nè cho bánh nướng nè. À, cũng nhớ tên bánh nướng như vậy. Hai con nhất nè. À, cha của Phương đây. À, con chú em nay đang bị đau hả? Rồi con em nhỏ nè, rồi chưa có sữa nữa mà. Cho bé ra một sốt nè. Cái kìa, con sao em chị ạ? Sao đây? Cháu đi chưa có này chú ơi. Chú. Đây con. Đây con tăng lên. Cháu uống cái nửa ngọt luôn nè. Chú là ẩm gì mà thảm vậy? Đừng nó là nó không ăn vạ rồi nhiều lắm. Uống đi con uống đi. Dạ. Ở nhà mình ở nhà tài nguyên. Rồi, để gì làm nghe. Quân sơn hai. 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 Đây, à, lớn đoạn khác hết. Đây, cái lực này con nghe. Thì bây giờ giá em nói như thế này, bây giờ em phát thì em phát như thế này nha, nhưng mà là tí nữa mà cho mấy chị lớn với là quản lý mấy em nhỏ nè, thì cứ hai em mới là mình ăn một cái thôi, các đôi đây cho nó ăn, chứ nó ăn không hết đâu, rồi nó bỏ phí, thì còn cái nữa là để dành mấy, chừng nào mấy em ăn thì cắt ra thôi, là cũng chia ra ăn vậy. Cơm một em nhỏ này em thấy các em không hết. Chị Phương nói chuyện nhiệt tình lắm. Bỏ nó phí đi. À, mấy à, mấy chị lớn quản lý mấy em nhỏ em bán chị lấy cho mình còn ăn thứ bánh nữa không ta, còn hai thứ bánh nữa không, rồi thôi chị thôi bây giờ còn bánh này là để bây giờ uống sữa đây rồi từ chừng nào trưa hay là chừng nào đó là mở bánh ăn ha. Dạ thưa dễ luôn. Dán cái gì ở mặt cùng lông hết vậy? Đây là không có ba mẹ hết luôn rồi. Dạ, ở đây bên này nè. Giống như có hình ảnh em này nè, mẹ bị tâm thần động kinh nhé. Có là gửi qua đây ha. Dạ, gửi qua đây. Mẹ không đi được. Có em à, thống nhất á là ba mẹ bỏ từ nhỏ luôn. Đâu bé nào đâu? Anh kia. Có cái anh... em nào mà em tới là nó đưa em đâu rồi? Bé nương đây. Bé nương đây. Bé nương đây. Một con mẹ từ lúc 2 tuổi, à, quanh 2 tháng tuổi, 2 ngày tuổi. Hai chị làm gì vậy? Hai cô làm gì con vậy?
Thôi bây giờ mình chị Thanh, chị Thanh bây giờ chị, không à, giá đi. Giá ơi. Dạ. Bây giờ giá cắt lên cho mấy bác nhịp cho mấy em hát một bài tặng cho mấy anh chị ở đây được không? Dễ thương nha. Chọc em khóc nha. Xíu nè, nín nè. Ai được nè, nín lên. Để cô mở nha. Dễ thương em cầm nhìn anh. Không giả rồi. Em đặt không hả? Dạ, mua cái gì đó. Tội chưa? Dễ thương em quay cho mình xíu. Ai da. Con lại một ít bánh với lại sữa thì chúng tôi để mà ăn rồi. Những em mình non thì có bị sữa để các em uống, các em mà thì rất là nhiều. Đi với cháu có nhiều bánh hơn, cháu yêu người chung lắm, chung em cho căng tròn. Bây giờ anh nói để cho có em nào cắt tóc thì quan chi mình cắt ha. Cắt chưa anh? Giờ có em gái nào mà muốn cắt tóc á thì đi qua phía bên nhà bên kia. Bố được cái chị tóc đi bố. Cắt chưa? Em nào muốn cắt tóc rồi qua phía bên kia. Có gia các em nào tập cho mấy em hát không? Dạ có. Em hả? À, hát những cái nhạc gì? Nhạc thiếu nhi với mẫu giáo nha. Em hay tập theo cái theo mùa. Ví dụ mùa 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 trung thu để tập nhạc bài hát trung thu. Hôm nay là dễ khóc nhất hả? Dễ khóc nhất. À. Em muốn sửa hết chưa? À, là ai thống nhất? Em đã làm mồ côi khi nào? Em mồ côi từ nhỏ à. Từ nhỏ hả? Đúng rồi. Bốn mấy năm chục tuổi rồi à. Để tí nữa ra hỏi mấy em nhỏ ngoài kia thử. Em nào muốn cắt tóc thì cắt hết luôn. Giờ tụi con đi trên Vinh Sơn 1 không? Cô dẫn đi. Mấy em đây là cắt tóc hết hả? Dạ. À, thôi bây giờ đứng ở đây. À, chú chụp hình lại rồi tí nữa cắt tóc xong rồi chụp hình lại thử khác gì không nha. Được không? Sao cười? Đây là cắt tóc xong rồi hả? Dạ. Ủa, cái là có uống nữa hả Hiền? Cắt hay là uống vậy? Cắt hả? Ờ. À. Tưởng uống đồ luôn ghê. Có thế. Xin chào.
tay 2, 4, 6, 6 ghế. Hiện tại bên ngoài trời mưa rất là lớn nên là có mấy anh chị ở bên cắt tóc nam không có đi được. Như quân đội. Này tới giờ. À, cảm ơn con nha. À, con ăn gì đó? Trứng hả? Cơm. Cơm gì vậy? Cơm canh có xúc xích với lại trứng. Trứng ăn ăn. Con ăn đi, con ăn đi cho nó khỏe nha. Con xúc ăn đi, xúc ăn. Giỏi hen. Đây tóc khoe. Con xúc ăn đi, giỏi nha. Mấy em nhỏ tự biết ăn hết luôn mọi người. Gần như em nào cũng tự ăn hết luôn. Có anh thông, anh thông nhất kia là nhũng nhiễu nhất. Anh là tên thông nhất mà anh ở phường thông nhất là anh đại ca. Hãy đút cho anh ăn. Đút mới chịu à. Con ăn đi. À, bây giờ bốn cũng xin kết thúc video tại đây để bốn vô chơi với mấy em nhỏ với lại qua bên chỗ cắt tóc nữa. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video của bốn nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở video lần sau.